không được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Ngay sau đây xin kính mời chú rể sẽ cùng với cô dâu dắt lên ly thất tình yêu các bạn đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước thì tô điểm cho tình yêu tươi thắm, mật ngọt sẽ tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trong nồng thắm ta về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc bầu tình yêu. Vâng, một hình ảnh rất thật đẹp đúng không quý vị? Vâng, tiếp theo MC xin mời chú rể sẽ cùng với cô dâu Tạ Dinh rót chai rượu champagne thứ hai lên ly thắp tình yêu hai bạn đi ạ. Xin mời. Vâng, xin mời chú rể nắm tay cô dâu Tạ Dinh xinh đẹp của mình rót lên ly thắp tình yêu của hai bạn. Xin kính mời. Vâng, và một lần nữa MC xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý ạ. Quý vị hãy rót đầy những ly rượu chúng ta để cùng chuẩn bị uống với cô dâu và chú rể để chúc hạnh phúc được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy được ví như dòng máu của hai con tim của đôi bạn trẻ Thanh Long, Tạ Dinh. Hai đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã nguyện như chim liệt cánh, như cây liệt cành. Vâng, quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy đó chính là tượng trưng cho tình yêu hết sức lãng mạn của đôi bạn trẻ sẽ chảy mãi không ngừng. Vâng, và tiếp theo đây xin kính mời chú rể Thanh Long hãy cùng với cô dâu nhấc chai rượu còn lại lên ạ. Xin kính mời hai bạn hãy rót vào những ly để cùng kính lên hai bên gia đình, để cùng kính lên đấng phụ thân phụ mẫu của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Đây là chai. Xin kính mời cô dâu chú rể. Vâng, một lần nữa MC xin kính mong tất cả quý vị quan khách ạ. Quý vị hãy rót đầy những ly rượu của chúng ta đi ạ, để cùng chuẩn bị với cô dâu và chú rể uống cạn ly để chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ngay sau đây MC xin kính mời chú rể Thanh Long ạ. Xin mời chú hãy nhấc hai chai rượu lên, chén rượu lên, tiến về phía đại diện. Xin mời anh hãy nhấc chén rượu để kính về phía đại diện nhà gái ạ. Xin kính mời anh ạ. Và cô dâu thân mến, cô nhấc hai ly rượu lên kính về phía đại diện nhà trai là bố mẹ chồng của mình. Vâng, ngay sau đây xin kính mời cô dâu nhấc lên để kính bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã xin cho cô một người con trai mà cô nguyện theo ngày sức khỏe cô đời. Và hai chén rượu còn lại xin kính mời hai bạn hãy nhấc hai ly rượu còn lại tiến về chính giữa sân khấu đi ạ. Xin kính mời hai bạn. Xin kính mời cô dâu chú rể sẽ tiến về phía trước một bước và cùng quay mặt vào nhau, khoác tay nhau uống ly rượu giao bôi thôi ạ. Khoác tay nhau đi ạ, hai bạn ạ. Vâng, tất cả quý vị quan khách, chúng ta hãy giơ cao chén rượu của chúng ta lên được không ạ? Chén rượu của tất cả quý vị đâu hết rồi ạ? Quý vị ơi, 1, 2, 3, xin mời. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách. Vâng, và ngay sau đây xin kính mời hai bác cũng như đôi bạn trẻ đặt ly rượu xuống ạ. Vâng, sau đây cháu xin kính mời bác Thái sẽ tiến về phía trước một bước đi ạ, cũng như bác về phía trưởng đoàn và nhà gái ạ. Sau đây cháu xin kính mời hai bác hai bên gia đình thông gia có thể tiến sát lại gần nhau, hãy trao cho nhau cái bắt tay, cái ôm thắm thiết để thể hiện trong mối tình thông gia của hai bên gia đình. Thì từ nay keo sơn thắt chặt hơn được không ạ? Ngay sau đây cháu xin kính mời hai bên gia đình sẽ bắt tay nhau ạ và trao cho nhau cái ôm thắm thiết và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình đi nào mọi người ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, giờ đây chim cuyên thì cũng đã có bạn, mà chim nhạn thì cũng đã có cặp có tình. Hai bên gia đình kể từ nay đã có thêm thành viên mới. Bên nhà trai thì đã có Dâu Hiền, còn bên nhà gái thì đã có Dễ Thảo. Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay quả là vui sướng nhất hai người ạ. Ngay sau đây cháu xin cảm ơn hai bên gia đình, cháu xin cảm ơn hai bác hãy tiến về thương bàn tiệc rượu riêng để chúc tất cả quý vị khán khách đã trở về đây chung vui cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Cháu xin kính mời hai bác tiến về thương bàn tiệc rượu ạ. Đôi bạn trẻ hãy nắn lại sân khấu một lúc đi ạ. Chương trình buổi lễ thành hôn hai bạn còn rất dài đấy ạ. Vâng, quý vị thân mến,
Như nhà thơ Xuân Diệu đã nói rằng, anh muốn làm sóng biếc, hôn bãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật đêm, hôn em đêm mãi mãi, hôn đi rồi hôn lại, cho tan cả đất trời vẫn chưa thôi rào rạt. Vâng quý vị thân mến, đúng là trăm sông thì đổ về một mối, mà buổi tối ngày hôm nay dứt khoát chú rể Thanh Long của chúng ta sẽ không phải nằm không đúng không quý vị? Vâng. Và ngay sau đây tất cả quý vị sẽ cùng chuẩn bị chứng kiến dòng hôn thiêng liêng mà đôi bạn trẻ sẽ trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin kính mời chú rể và cô dâu hãy hướng mặt vào nhau một góc 37 độ 5 được không ạ? Xin kính mời ạ. Vâng, quý vị hôm nay có thấy cô dâu Tạ Danh có xinh gái không ạ? Cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chú rể hôm nay cũng không kém phần đẹp trai đúng không quý vị? Ngay sau đây xin mời hai bạn hãy tiến sát lại gần nhau một tí ạ. Vâng, hai bạn không cần phải e thẹn gì đâu ạ. Thì từ nay hai bạn sẽ là về chung một nhà rồi đấy ạ. Vâng, trước khi đến với nụ hôn thì xin được hỏi Thanh Long ạ, hôm nay bạn cảm nhận phần nào phần mềm mại nhất trên cơ thể của Tạ Danh ạ? Vâng, chú rể nói phần môi quý vị ơi. Xin kính mời chú rể đặt tay lên bờ eo của cô dâu trước đi ạ. Chú rể đừng vội nồng độ máu hơi là cao đây quý vị ạ. Chú rể đặt tay lên bờ eo thong thả cô dâu đi ạ. Đặt tay lên eo. Vâng, quý vị thông cảm. Hôm nay chú rể và cô dâu vẫn còn rất run đúng không ạ? Chú rể sát lại với cô dâu một tí nữa được không ạ? Sát lại một tí ạ. Vâng, cô dâu hãy đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể Thanh Long đi ạ. Hãy quay mặt về phía tất cả quý vị. Trước khi đến với nụ hôn thì MC sẽ có 3 lựa chọn cho cô dâu chú rể lựa chọn. Nếu mà chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ xin cho anh 5 trai, 1 gái. Và nếu chú rể hôn vào má trái của cô dâu thì cô dâu sẽ xin cho anh 5 gái và 1 trai. Và còn chú rể hôn vào đôi môi nồng thắm của cô dâu sẽ xin cho anh 1 trai, 1 gái, điểm 10 chất lượng. Xin phép được hỏi chú rể sẽ hôn vào đâu ạ? Vâng, chú rể lựa chọn hôn vào môi quý vị ơi. Tất cả đã sẵn sàng để cùng chứng kiến nụ hôn của đôi bạn trẻ chưa ạ? Hãy cùng MC đếm từ 1 đến 3 được không ạ? Quý vị ơi, 1, 2, 3, xin mời. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, và một lần nữa thì MC cũng không biết nói gì hơn. Xin phép được một lần nữa đại diện cho gia đình ông Sống Á Thái, bà Cứ Thị Danh cũng như chú rể Thanh Long, cô dâu Tạ Danh sẽ được gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian vào ngọc của mình cũng như bao công việc bộn bề để trở về đây chung vui trong hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một bữa trưa thật là vui tươi và ngon miệng, cũng như kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe mới, thắng lợi mới. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.